Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Nếu như bây giờ đang tìm hiểu về một chiếc xe, có kế hoạch lấy một cái chiếc xe, ví dụ như là chiếc xe Hyundai Venue hay là chiếc xe Toyota Wigo, những chiếc xe ở trong phân khúc cỡ A, thì tại thời điểm này cùng tầm tiền như vậy, xem như vậy, chúng ta có thể lấy về chiếc xe Mazda 2 Sedan AT, một cái chiếc xe số tự động tầm tiền dễ tiệm cận nhất hiện tại đang phân phối của dòng xe Mazda 2, một cái phiên bản ăn khách nhất trong tổng tất cả các phiên bản hiện tại đang phân phối của Mazda 2 luôn. Một cái phiên bản mà video ngày hôm nay, thời điểm dịp ngày 19 tháng 10 năm 2024, mình xin phép là cập nhật về mức giá rất đáng quan tâm của Mazda 2 Sedan này, cũng như là giới thiệu nhanh những option, những trang bị, những an toàn dành cho anh chị chúng ta lần đầu tìm hiểu, xem xét về cái phiên bản này. Về mức giá của nó hiện tại có niêm yết là 408 triệu đồng thôi. Tại đại lý của mình đang có linh động giảm thêm trực tiếp về tiền mặt nữa, sau khi trừ đi lăn bánh ở tỉnh của nó, mình có nhẩm qua có 447 triệu thôi. Ở Hà Nội là 476 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 467 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 447, ở Hà Nội là 476 và thành phố Hồ Chí Minh là 467. Giá này lăn bánh này bằng i10 AT hatchback. Nếu như mà mua trả góp của Mazda 2 AT Sedan này thì đâu đó ở tỉnh mình nhẩm qua số tiền tối thiểu để lăn bánh là 129 triệu. Ở Hà Nội là 160 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 149 triệu đồng. Đó là giá trả thẳng và trả góp. Nhân tiện video này, trước mắt quý các bạn đó là Mazda 2 Sedan AT màu trắng luôn. Mình xin phép là giới thiệu những option, những an toàn, tiện ích, tiện nghi đến với khách hàng lần đầu tìm hiểu, để xem rằng mức giá này lựa chọn một chiếc xe với nền tảng khung gầm phân khúc cỡ B có ok hay không nhá. Về phần ngoại thất của xe thì cái phần mặt ca lăng của nó có một cái miếng nhựa sơn đen sần, nó gần như là bao xung quanh của cái phần mặt ca lăng này rồi, đúng không ạ? Nhìn thì theo mình thì nó hơi thô một chút, nhưng cái này thì nếu cũng không vấn đề gì lắm. Về phần công nghệ đèn của xe thì nó sử dụng là tuy là phiên bản tiêu chuẩn, bản thấp tiền nhất thôi, nhưng đèn là dạng đèn led rồi anh chị ạ. Pha cốt của nó là dạng đèn led rồi, ánh sáng sẽ là tốt hơn. Đó là về cái phần công nghệ đèn. Đèn này thì led thôi nhưng mà chưa có tính năng auto tự động đâu anh chị nhá. Tiếp theo là cái phần chúng ta có cái la răng của xe. La răng của bản này là 15 inch, cả bốn bánh của nó đều là phanh đĩa luôn rồi, và có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khởi hành ngang dốc luôn. Lốp thì sử dụng là đan lốp nhé. Cả bốn bánh đều là phanh đĩa, rất là ok với những option trang bị rất cơ bản như vậy. Phần gương chiếu hậu thì là có tích hợp sinh nhan trên gương, gương gập điện chỉnh điện anh chị nhé, gương gập điện chỉnh điện và có tích hợp sinh nhan trên gương. Tay nắm cửa thì là được sơn cùng màu với cả thân xe. Đấy. Cái ở trên đây thì chưa có cái nút mở chìa khóa thông minh smart key anh chị ạ. Về cơ bản thì nền tảng khung gầm, máy móc, động cơ của nó thì vẫn y nguyên các phiên bản khác thôi. Đây, cái mâm ở cái bánh đằng sau này cũng là phanh đĩa luôn. Thường là những cái chiếc xe ở phân khúc cỡ A này, bánh trước của nó sẽ là phanh đĩa, phanh sau của nó sẽ là phanh tăng trống, nhưng với Mazda 2 AT Sedan, chiếc xe này thì cả bốn bánh đều là phanh đĩa luôn, đèn là đèn nét rồi, đúng không ạ? Chả phải lăn tăn về những cái option như vậy. Sang cái phần đuôi sau này của chiếc xe này thì một cái chiếc xe sedan, cho nên là kiểu dáng thiết kế mình nghĩ là cũng tương đối là thuận mắt. Đây, động cơ SkyActiv này, logo của Mazda này. Đấy, máy 1.5 hộp số 6 cấp số. Chiếc xe này có một ưu điểm nữa, đó là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu thì đúng hơn. Và đương nhiên là cái khả năng tiêu thụ nhiên liệu của nó tốt hơn nhiều so với những cái dòng xe hạng A nhá. Hộp số 6 cấp thì đi nó cũng mượt mà hơn so với những chiếc xe mà sử dụng hộp số tự động 4 cấp anh chị ạ. Hay này. Tiếp theo nữa, đây là về phần sườn xe này. Nhìn tổng quan thì nhìn cái màu trắng này nhìn cũng rất là sáng xe. Màu này cũng là một cái màu mà rất phổ thông của hầu hết những cái dòng xe. Thế còn nội thất bên trong của chiếc xe này thì sao? Về cơ bản thì nội thất bên trong của nó là vừa dùng thôi anh chị ạ. Nó thì đang trang bị là ghế nỉ nhá. Ghế đang là ghế nỉ. Nếu anh chị chúng ta thích thì có thể bọc thành cái bộ ghế da cũng được. Cái vô lăng của nó, cái vô lăng của nó hiện tại là vô lăng ba chấu và chất liệu là urethan nhựa anh chị ạ. Logo của Mazda này. Nếu mà chúng ta thích thì chúng ta muốn cầm nắm nó chắc hơn thì bọc một cái vô lăng da cũng được. Đâu đó hết khoảng tầm 1-2-300 nghìn tùy từng loại nhé. Đây là cửa gió điều hòa vị trí người lái này, đúng không ạ? Bên trong của nó hầu hết tất cả đều là các chi tiết nhựa nhé. Và cái đầu này là cái đầu CD thôi, chủ yếu là để nghe radio thôi, nghe FM thôi anh chị ạ. Đây là cửa gió điều hòa trung tâm này, đúng không ạ? Nút cảnh báo này. Ở bên dưới này là điều hòa chỉnh cơ nhé.
từ trái sang phải là tăng nhiệt độ và từ phải sang trái là giảm nhiệt độ. Rồi là nút lấy gió trong, lấy gió ngoài này, rồi là công tắc điều hòa, công tắc AC này, rồi là tốc độ quạt gió này và hướng gió thổi cho cái chiếc xe Mazda 2 sedan AT này anh chị ạ. Ở bên dưới này có một cổng USB đúng không ạ? Cổng AUX này. Đấy. Rồi bên cạnh là một cái cổng tổng sạc để chúng ta có thể kết nối cam hành trình. Nói chung là về bên trong này thì chúng ta sắm một cái bộ ghế da mình nghĩ là thiết thực nhất. Ngoài ra thì nếu mà anh chị không có nhu cầu giải trí nhiều thì để nguyên cái đài CD này nghe đài trên xe cũng được. Còn nếu mà thích thì chúng ta độ lắp thêm một cái màn hình giải trí cũng được, đúng không ạ? Đúng ạ, tầm 45 triệu tùy. Cái đấy thì có thể lắp thêm hoặc không. Phanh tay cơ. Phân khúc B thì tất cả đều là phanh tay cơ hết, không có chiếc xe nào là phanh tay điện tử cả. Dù là Vios hay là chiếc xe Honda City. Ở đây này, ghế của nó này, ghế là ghế nỉ nhá. Nếu mà chúng ta giữ gìn được nhá, mà đi cơ bản thôi thì để cũng được, sau một thời gian thích thì bọc sau. Còn nếu như mà thường xuyên di chuyển mà nhà có nhiều trẻ con thì chúng ta nên bọc một bộ ghế da đâu đó khoảng tầm bộ ghế da công nghiệp khoảng tầm 2-3 triệu là ok, là mình thấy là cũng dùng ok rồi. Đúng không ạ? Nên súng kính vị trí người lái là auto tự động một chạm nhá. Đấy, đóng mở khóa cửa rồi là đóng mở gương rồi là điều chỉnh mặt gương thông qua cái núm xoay này. Gương bên trái là left, bên phải là right, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ xoay cần đấy là tự động điện là nó có thể là điều chỉnh cái mặt gương làm sao chúng ta có cái tầm nhìn quan sát là tốt nhất. Chiếc xe Mazda 2 AT sedan này, đây là hàng ghế thứ hai nhá. Hàng ghế thứ hai thì mình nghĩ là đủ thôi chứ không phải rộng đâu nhá. Chiếc xe này cái vấn đề ở chỗ là cái hàng ghế thứ hai của nó không phải là rộng rãi thoải mái đâu. Nhưng mà với những cái tầm tiền như thế này, với những cái nền tảng như thế này, máy móc như thế này, khả năng tiết kiệm, tức là cái độ thực dụng của nó rất là cao, thì anh chị chúng ta thử xem lựa chọn chiếc xe này. Nhìn bên ngoài đâu đó nó cũng sang chảnh hơn chứ, đúng không ạ? So với cái tầm tiền như thế này của những dòng xe khác. Vậy thì anh chị chúng ta quan tâm, theo dõi, đang cần xem xe, lái thử, trải nghiệm thực tế về chiếc xe này thì đại lý đang có sẵn xe. Mời anh chị hãy gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý anh chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc. Và miền Nam thì nhờ quý anh chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.